Công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Lực, 37 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây vì hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Trước đó, Lực chạy xe máy trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây và gặp tổ công tác tuần tra kiểm soát của Công an huyện Gò Công Tây. Khi được yêu cầu kiểm tra hành chính, Lực có thái độ không hợp tác, không ký vào biên bản vi phạm hành chính vì không xuất trình được giấy phép lái xe. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định. Sau đó, Lực đã cùng em ruột chạy xe máy đuổi theo tổ công tác và yêu cầu cung cấp biên bản về lỗi vi phạm. Trong lúc nói chuyện, Lực dùng điện thoại cá nhân ghi hình vụ việc, sau đó đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân và chia sẻ cho các nhóm khác với nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.